là duyên số. Thì trong một cái lần gặp gỡ anh Đàm Vĩnh Hưng trong đám tang của bố Hồng Ngọc, chị Hồng Ngọc chị mới nói là: "Quang Lê ơi, bố chị thích em hát lắm, thôi tụi mình đàn ca, có Quang Lê đi hát cho bố nghe mấy bài mà bố từng yêu thích." Thì anh Hưng anh nói là: "Quang Lê ơi, em hát bài Thương Về Miền Trung đi, bố Hồng Ngọc thích bài này lắm. Em hát bài Hoa Trinh Nữ đi, bố của Hồng Ngọc rất là thích bài này." Thì chỉ một câu nói đó thì Quang Lê mới cảm nhận là những cái điều mà những cái biên giới vô hình mà chặn tình cảm hai anh em đã tan biến, bởi vì đó là một cái động thái và một cái nghĩa cử hòa giải rất đẹp. Và sau đó Quang Lê đã ghé tay nói lời xin lỗi. Quang Lê là người đầu tiên, Quang Lê là người nói xin lỗi trước với anh Hưng, tại vì Quang Lê nghĩ là Quang Lê quen anh Hưng đã gần 20 năm rồi. Từ cái thời mà Quang Lê chưa đi hát, coi như là 20 năm không phải là một con đường ngắn, mà mình vì một cái gì đó để mất một cái tình anh em, mất một cái tình đồng nghiệp, mất một cái nghĩa cử một người anh thì tiếc lắm. Chính anh Hưng là cái người đã mở lòng với Quang Lê. Thì Quang Lê rất là vui, rất là hạnh phúc. Và khi mà Quang Lê đến cái sân khấu để mà làm giám khảo, thì anh Hưng đã có những cái cử chỉ rất là như là anh em chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Thì Quang Lê rất là cảm động. Và khi mà ngồi ghế nóng thì chắc là cũng là sẽ bất ngờ. Hồi xưa quen thì anh Hưng có bao giờ mà hôn Lê đâu, nhưng mà riêng thần tượng với Lê Rô Mùa Ai, anh Hưng đã hôn Quang Lê 2 lần trên sân khấu. Không, anh Hưng mà hôn Quang Lê như hôn một người em là chuyện rất là bình thường, mà cái nụ hôn nó cũng chẳng có gì là phản cảm. Nếu mà Quang Lê đặt vị trí anh Hưng, Quang Lê cũng sẽ hôn một người em của mình như vậy, rất bình thường và rất là lành mạnh. Quang Lê nghĩ là thần tượng Bolero là một cái luật lệ và một cái format của chương trình, cho nên coi như là ở trên sân khấu mình có quyền giành giật, tại vì đó là cái trò chơi mà mình có quyền, mà nếu mà mình không giành giật thì nhìn mình kỳ lắm. Nhưng mà anh em cũng sẽ nắm tay nhau, và đây là trò chơi thì mình phải xử đúng trò chơi, và sau cái cuộc chơi vẫn là anh em. Coi như trên sân khấu thì đau đớn lắm, nhưng mà đôi khi cắn nhau lắm thì sẽ thương nhau nhiều.